Thưa các bạn, gần đây thì mình đã trên tay một chiếc iPhone XS Max Fake Like New. À nhầm, Fake Near New, Fake Like Real. Đấy, fake giống như thật. Thế thì các bạn biết là tại sao lại có thiết kế như vậy không? Bởi vì thực chất là dựa vào những cái hình bị lộ trên mạng. Và tại sao mà Apple bây giờ giữ bí mật nó kém đến như thế? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những lý do đằng sau cái việc là Apple ngày càng kém bảo mật hơn về các sản phẩm mới của mình. Và gần đây thì cũng một thông tin bị lộ về giá bán của chiếc iPhone, cụ thể là chiếc iPhone X đã bị lộ trên website 7net chỉ còn là 20.550.000 đồng hàng chính hãng. Hay là iPhone 7 Plus cũng đã bị lộ trên website này, giảm giá 11% còn 12.400.000 đồng. Và mình sẽ để link mô tả bên dưới, các bạn có thể tham khảo xem đúng là giá lộ như thế hay không. Điều đầu tiên là các bạn cần phải biết được ngày xưa Apple căng thẳng như thế nào. Mình vẫn nhớ cái vụ đình đám là hồi chiếc iPhone 4. Thậm chí là khi mà cái trang báo ấy đưa tin lên cái việc cái chiếc iPhone 4 bản mẫu bị ăn cắp ra thì là một ông say sau đó nó lấy ra chứ, sau đó nó mua lại, thì sau đó trang đó bị cấm cửa đối với các hoạt động của Apple, mãi gần về sau mới quan hệ hòa bình tốt trở lại. Và thậm chí là cái người mà đi bán chiếc iPhone đó còn bị kiện rồi bị theo dõi rồi đủ các thứ, nói chung là người đó bảo rằng họ vô cùng căng thẳng. Cho thấy là cái thời của Steve Jobs thì mọi thứ luôn luôn được đề cao về tính của bảo mật. 8 new features of the iPhone 4. The first one, an all new design. Now, stop me if you've already seen this. Thế nhưng gần đây thì những cái sản phẩm Apple bị lộ ra, bị công khai một cách rõ ràng nhưng mà không có điều gì quá đáng kể. Mình vẫn nhớ là cái chiếc iPhone X cái hồi vừa mới ra nhá, mà chưa có máy bán, thì có một nhân viên của Apple, con gái thậm chí còn quay cái đoạn sử dụng ấy, sau đó ông đấy bị sa thải luôn. Nhưng liệu đó có phải là đã là cái hình phạt cao cấp nhất chưa? Và đó có phải là cho thấy là Apple đang làm căng thẳng không? Mà nó chỉ cho thấy là Apple đang quá sao nhãng, thậm chí là một nhân viên lại còn để cho cả con gái để sử dụng, thì mình nghĩ nó không phải là cái vấn đề bảo mật quá cao. Bởi vì ngay những mình này, khi mà đi thăm những cái nhà máy, những nơi sản xuất ấy, thì các sản phẩm chỉ được test ở bên trong và thậm chí là vào trong đấy là phải ký cam kết bảo mật đủ cái thể loại rất là loằng ngoằng. Thế mà Apple là một công ty lớn như thế để lộ ra quá nhiều thứ đối với lại cái sản phẩm của mình. Điều đầu tiên khiến cho Apple không thể bảo mật như trước đó là việc có quá nhiều đối tác tham gia sản xuất một chiếc điện thoại. Thực tế ra thì các bạn biết rồi, từ ngày xưa các sản phẩm của Apple vẫn chỉ là đi gia công ở bên Trung Quốc thôi, chứ đâu phải họ tự làm. Apple mất 74 ngày để bán được 1 triệu chiếc iPhone, thì sản xuất số lượng lớn như vậy thì rõ ràng là họ cần ra thật nhiều cơ sở hạ tầng. Thế nhưng bây giờ cái việc Apple trở thành một trong những nhà sản xuất bán điện thoại cực kỳ chạy thì đương nhiên họ phải mở rộng các cái đơn vị sản xuất ra. Và Apple thì có thể thiết kế các cái thành phần của thiết bị, nhưng với cái việc các nhà gia công tham gia vào thì cái việc rò rỉ của nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai chính là việc ngày càng có nhiều sự quan tâm dành cho Apple. Nếu như trước đây thì rõ ràng mình thấy là thời iPhone 4, 4S cũng là đỉnh điểm rồi, vẫn là rất là hoành tráng đúng không? Thế nhưng mà bây giờ các bạn thấy là không chỉ các cái tờ báo công nghệ còn quan tâm Apple, mà nhiều kênh trước đây mà không quá quan tâm về Apple như là chuyên về vận chuyển kho bãi, rồi về chứng khoán các thông tin, nói chung là quá nhiều bên đều quan tâm về một chiếc iPhone bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Chính vì vậy nên mà khi có nhiều người quan tâm như vậy thì họ luôn luôn tìm cách tìm ra những cái nguồn tin và làm sao thấy được cái sản phẩm của Apple càng sớm càng tốt, thì giúp cho họ có thể đón đầu được xu hướng. Ngay cả cái việc như các bạn thấy rồi, một nhà sản xuất phụ kiện muốn sản xuất được một chiếc ốp lưng mà bán chạy, họ phải biết được cái thiết kế của máy nó như thế nào, đúng không? Và rõ ràng khi mà có quá nhiều bên quan tâm như vậy thì sẽ rất khó có thể ngăn chặn được cái vụ rò rỉ thông tin với những người làm công nhân. Biết đâu họ được trả lên đến vài trăm nghìn đô chỉ để cho một cái bức hình bị leak ra, thì rõ ràng thôi, lấy tiền rồi nghỉ. Cái số 3 là liên quan đến việc kiểm duyệt của những cái tổ chức. Thì mọi người sẽ thấy này, ở bên Trung Quốc này thi thoảng có một số con điện thoại của tàu cũng bị lộ ra bởi vì kiểm duyệt. Thì các bạn thấy để điện thoại mà vào đến thị trường châu Âu thì chúng ta cần phải có những cái chứng chỉ nhất định, hay là cơ quan cấp phép thiết bị truyền thông FCC của Mỹ. Điều đó làm cho việc giữ bảo mật thông tin của nó một cách kém hơn. Và với những yếu tố như thế, các sản phẩm này khi được bán ra đều phải chờ xét duyệt, nên đương nhiên là việc nó bị lộ ra thì sẽ là một trong những cái điều khó mà tránh khỏi nữa. Bởi vì những cái người làm cái xét duyệt đó biết đâu cũng là fan của Apple, hoặc đơn giản là họ cũng muốn bán thông tin đấy ra ngoài. Một số người cho rằng Apple muốn giữ bí mật sản phẩm của mình bởi vì nếu như thông tin bị rò rỉ có thể ảnh hưởng đến doanh số. Những cái người tiêu dùng có một thói quen là bao giờ mong chờ sản phẩm mới ra, và trong lúc đó họ sẽ không mua cái thiết bị cũ nữa. Nhưng cá nhân mình thì cho rằng đó không phải là câu trả lời một cách hoàn toàn chính xác, bởi vì ngay cả việc lộ thì cũng chỉ lộ ra thiết kế bên ngoài, những tính năng, những cái thứ khác được Apple nâng cấp ở cốt lõi bên trong thì chúng ta cũng không thể biết được để mà theo dõi. Và như vậy thì qua video này mình nói rằng là không chỉ riêng Apple đâu, mà rất nhiều công ty đều thực sự ra là họ không còn cái gì để mà che giấu cái thiết bị của mình, rò rỉ ngày càng nhiều.
Thậm chí là ngay cả Google còn cố tình là đăng lên luôn sau khi mà bị leak nhiều quá. Thì các bạn nghĩ sao? Cái mình cho rằng cái yếu tố mà Apple bây giờ bị leak ra là lẽ tự nhiên của thị trường khi mà nó được quan tâm nhiều quá. Và bên cạnh đấy nữa thì ngay cả bây giờ khi mà thị trường smartphone bị bão hòa, nếu như không leak từ sớm đi, có khi người ta cũng chẳng nhớ tới để mà chờ đợi. Bởi vì iPhone tháng 9 hoặc tháng 10 là người ta có thể mua được rồi. Thì ngay từ bây giờ là mọi người đã biết thông tin về iPhone trông như thế nào. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn có quá quan tâm về việc bảo mật của các nhà sản xuất hay không? Hãy comment cho mình biết ý kiến và đừng quên truy cập vào link mô tả bên dưới tại Savonet, tài khoản giá bán của những chiếc iPhone với mức giá cực kỳ tốt, cạnh tranh và đặc biệt là hàng chính hãng, các bạn sẽ được bảo hành một đổi một. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Favor Studio, và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ, hãy bấm like và subscribe, và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây.